Trưa ngày 4 tháng 11, Ủy ban nhân dân xã Ia Kre, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, gia đình và người thân đang tổ chức mai táng cho cháu T, 3 tuổi, trú tại làng Khóp, xã Ia Kre do ngã xuống giếng nước của gia đình tử vong. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 11, cháu T đang chơi trên miệng giếng có chắn tấm bê tông của gia đình thì không may tấm bê tông bị gãy nên cháu rơi xuống giếng. Sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tìm cách xuống cứu cháu. Tuy nhiên, khi chưa tiếp cận được nạn nhân thì họ bị ngạt khí nên buộc phải quay lên và điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã cử một tổ công tác cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để hỗ trợ. Tuy nhiên, do giếng sâu 30 mét, mực nước sâu 13 mét nên phải mất hơn 1 giờ, thi thể cháu bé mới được lực lượng chức năng đưa lên trên bàn giao cho gia đình lo hậu sự.